Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con sẽ dẫn quý vị đi tham quan một cái thác ở Đắk Nông, là chuẩn bị đi tìm cái thác để làm cái chỗ tịnh tu cho sư phụ nha. Rồi quý vị đi theo con đi, con sẽ chỉ cho quý vị coi cái thác này rất là đẹp nha. Vậy cái thác mới đi lên đây là thác lớn, nước quá dài nước. Dòng chảy lớn nữa đó, nó chẻ ra nó tới nguyên như một cái cánh quạt vậy, từ đoạn đây xuống dưới là có rất là nhiều dòng chảy. Còn ở bên đây đó thì là cái rừng tre, trên đây đó là có trạm điện nè, thì đâu có xây cất gì ở đây đâu. Còn bên đây đó, nếu mà cái ông chủ bên đây ông bán ở bên đây đó, là mình mua ở bên đây rồi mình được được hưởng cái dòng suối này, mình hưởng chung cái dòng suối này. Suối này ở trên đây là lớn lắm. À gì không? À cái gì thấy sư phụ đang coi không? Đang coi cái loại cam nó bay trên trời đó. Đó. Bay trên trời nó thấy cái dòng suối đó. Lớn à. Nước. Giờ này mùa này mùa nước kiểu này thì mùa mưa chắc rất là nhiều hơn gấp đôi nữa. Được quá trời luôn. Rồi quý vị cảm thấy cái chỗ này như thế nào, đẹp không? Cái này nếu mà nó cạnh cái con suối này đó, nó là khoảng chừng là một mẫu mấy à. Này mấy mẫu rồi? Dạ. Mấy mẫu? Một mẫu hả? À. Bên đây là một mẫu. Bên đây đứt bên đây là một mẫu. Rồi có chầm méo bên đây là nguyên dòng suối luôn. À. Đẹp cực kỳ luôn. Phương thấy sao Phương? Thấy sao? Ok không? Quá đẹp. Quá trời nước luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Nước quá trời là nước luôn. Kính thưa quý vị, con là chuyên ngành phố, ở thành phố viết rồi con đâu có thấy mấy cái suối nước như vậy đâu. Bây giờ tới đây thấy suối nước quá trời nước luôn, mà ở đây không có ai mà làm như cái theo kiểu mà du lịch hay là để cho các bạn sinh viên rồi về đây để cắm trại hay là vui chơi, rồi có những cái view này nè, view suối đồ chụp đồ
không thấy ai làm á, bởi vậy. Nhưng mà ở trong đây là yên tĩnh lắm quý vị, để mình để người tu tịnh tu, với lại mình học, mình kiểu mà mình đọc tạo tạng kinh đồ. Ở đây là đúng là đây là chỉ có những người ẩn tu thôi, chứ còn bây giờ nếu mà dân thành phố của mình thì về đây thì đâu có làm gì được đâu. Tại vì đây á, nếu mà ở ngoài á, khi mà đi vô, từ ở ngoài vô trong á, là người ta trồng tiêu, khoai mì, những cái cây công nghiệp. Có trơn lắm không vậy? Dạ tới đó luôn hả? Trời lội luôn nè cái gì? Trời ơi, ngọt trắng luôn. Nước mạnh nha cái gì, mạnh nha. Nước mạnh đó. Nó không trơn, hình nó không trơn. Ồ, đây chụp hình được luôn á. Thầy, chụp cho con với thầy Quốc. Dạ đâu, rồi, ok, chụp luôn. Con lấy cái suối cho thầy. Lấy suối nào, lấy suối đây hả? Để con phải đi qua bên đây. Đây, đây, từ từ, từ từ. Ồ, lấy cái suối này luôn, qua trời luôn. Nè, đó, chụp đây nè. Nè. 2 3 2 3 2 3 rồi nè, đó cái gì chú rừng hả? Đó chú rừng kìa, chú rừng kìa, cái gì thấy không, cái màu chú rừng á. Còn chảy lúc ở dưới nó có một cái cánh quạt xè ra luôn. Ở đây chưa đâu, ở đây chưa có đẹp đâu. Cam đang bay từ trên cao xuống để coi coi cái dòng suối này nó dài bao nhiêu, với lại nó có chỗ nào đẹp. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình đi lên, đi ra ngoài mé trên coi coi nó dài như thế nào. Đâu rồi, lên luôn, lên luôn Tâm ơi, lên luôn Tâm ơi, lên luôn hả? Lên luôn rồi, lên luôn Tâm ơi, lên đi Tâm. Rồi đi đỡ sư phụ luôn. Đá cục nào cũng nấy bự không? Cái lon gì?
Là bớt nguyên một cái cuốn luôn hả? Ê ông ơi. Mẹ giật. À, bắp hả? Bắp khoai hả? Ăn có hộp không phải không? Chứ giờ ngày hộp không hả? Ờ thế hả? Đây nó là chuối rừng à. Đấy, ngắn. Thấy không? Thấy. Ngon vậy hả? Rồi. Bây giờ chuối rừng nha. Luộc ăn ngọt lắm nha. Bắp chuối rừng. Rồi lên luôn. Không. Chết rồi đó nhưng mà nó vẫn còn chứ. Hôm bữa nước là dễ lắm, chẳng cái đập đó là nước tha hồ có năm, dạ, có nghe ngăn cái đập đó là nước có mùa nào cho nó tràn thôi chị, còn lại không nó có nước là có năm cho mình, đuổi, buồn quá. Nước khoai nước bắp đứng lên nước đá này. Nước này là nước đầu nguồn luôn, ngay cái khu rừng đó luôn, nó chứa đây. Cái này thì bây giờ cái dưới này thấp nhiều rồi chú, trên cái này nó cao thì bây giờ mình đắp, ví dụ đắp nó cao lên ngang đây đi, thì nó dưới nó có vực rồi, thì đổ xuống thành cái khác thôi, rồi ngăn cái dòng nước này lại thì bây giờ nó chả, lại chả lại. Cái này là chắc đá không? Dạ, dưới này là đá này, đây này có tảng này.
dưới này đá không? Cho nên khi mà nước nó chảy ra đó mình thấy nó, mới thấy nó lòi đá ra đó. Dưới đất này đá hả? Ờ, dưới đó chứ móc lên là đá không á. Dưới này là mấy cái tảng đá nằm dưới đấy. Cho nên là khi mà nước nó chảy nó mới lòi đá đây. Đó. Đó khu này đá hết rồi. Đó, nó chạy nó mới lòi đá rồi. Vừa làm cái chỗ đá lớn mà. Ê. Trời ơi, thì không luôn hả? Đây. Đây. Khác một luôn. Đá luôn. Đá. Đá không biết cứ ngủ luôn. Đi coi đất đang phai 3 tiếng hồ đó. Cái thôi à. Đem cái bộ mít. Đường. Ôi. Tắm đường nó trống nè, cứ coi đi. Trống trống cái này lên, đạo. Rồi, bớt ăn dạo lên luôn thầy ơi. Bớt ăn dạo lên. Ai, một người đây. Đây. Một người. Thôi thầy anh đi thầy. Rồi lên luôn. Dậy thầy ơi.